Chú Đại Bi. Hòa Thượng Thích Tuyên hóa giảng giải. Xem kinh với lòng thành. Kẻ hậu học khi xem kinh nên có tâm thái như sau: ba nghiệp tâm, khẩu ý phải được thanh tịnh. Ba nghiệp trên được lắng trong thì phước huệ tròn đầy. Một, nên thẳng mình ngồi ngay như ngồi trước Đức Phật, đó là thân nghiệp được thanh tịnh. Hai, miệng không nói lời sai trái, không cười đùa, đó là khẩu nghiệp được thanh tịnh. Ba, ý không tán loạn, dứt sạch tâm phan duyên, đó là thanh tịnh ý nghiệp. Khi tâm an tịnh thì ngoại cảnh lắng trong, đó là khế ngộ nguồn tâm, diệu nhập pháp lý. Khi nước lóng trong thì vẻ sáng của ngọc tự chiếu soi, mây tan trăng tự hiển bài, đại nguyện thành tựu cũng như nhập vào biển diệu nghĩa. Thấu đạt ý kinh cũng chính là đến được đỉnh núi cao trí tuệ. Nếu hành giả muốn dễ thành tựu, phải gieo trồng đại nguyện. Khi tâm, pháp đều quên, thì mình cùng pháp giới chúng sinh đều chung lợi lạc. Có được như thế mới mong báo đáp ân sâu của chư Phật. Phần giảng, cú giải. Từ trước đến nay, nhiều người đã giảng rộng về kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, nhưng chưa có vị nào giảng giải về chú Đại Bi. Thực vậy, rất khó giảng giải về chú Đại Bi, vì kinh văn thần chú này thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay để giảng về thần chú này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài kệ để thuyết minh cho ý nghĩa của thần chú. Đại Bi Đại Chú Thông Thiên Địa, Nhất Bách Nhất Thiên Thập Dương Quang, Đại Từ Đại Bi Năng Khử Bệnh, Nghiệt Kính Nhất Chiếu Biến Cao Quyền. Nghĩa là thần chú Đại Bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì có thể khiến thập điện minh dương quang hỷ. Năng lực từ và bi của thần chú có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật và làm cho đài gương chiếu tội sáng ngời ngời. Đại Bi Đại Chú Thông Thiên Địa. Khi quý vị niệm thần chú này thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển rung, trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục, khắp cả mọi pháp giới trời người đều cảm thông và tán dương công đức. Nhất Bách Nhất Thiên Thập Dương Quang. Nếu quý vị niệm thần chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như vậy, tức là vào khoảng 3 năm, niệm thần chú này liên tục trong 3 năm không gián đoạn, không bỏ sót một ngày, bất luận quý vị có bận rộn như thế nào cũng không quên niệm, thì có thể khiến cho 10 vị vua điều hành công việc ở chốn địa phủ cũng phải hoan hỷ. Có nghĩa là từ vua Diêm La cai quản điện thứ nhất cho đến vị vua Diêm La cai quản điện thứ 10, cùng tất cả các chúng sinh đang bị tội báo ở trong 10 địa ngục ấy đều được vui mừng. Đại Từ Đại Bi Năng Khử Bệnh. Năng lực từ và bi của thần chú này có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Vì sao gọi là chú Đại Bi? Là vì bi năng bạc khổ, nghĩa là bi có công năng làm cho mọi khổ nạn của chúng sinh được tiêu trừ. Còn từ năng giữ lạc, lòng từ thường đem lại niềm vui cho chúng sinh. Vì thần chú này khả năng bớt khổ ban vui cho mọi chúng sinh nên gọi là chú Đại Bi. Chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh tật. Bất luận quý vị bị bệnh gì, nếu quý vị trì niệm chú Đại Bi thì mọi bệnh khổ đều được tiêu trừ. Có người sẽ thắc mắc, tôi đã niệm chú Đại Bi rồi, tại sao không lành bệnh? Quý vị chưa lành bệnh vì quý vị chưa dẫn hết lòng thành trong lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc chắn quý vị sẽ có được sự cảm ứng khi niệm chú. Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. Khi quý vị trì niệm mỗi ngày 108 biến chú Đại Bi
niệm trong 1000 ngày như thế thì thập điện binh dương vui mừng và tất cả mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. Trong suốt 1000 ngày, tức 3 năm này, quý vị đã thành tựu được khá nhiều công đức rồi. Bởi vì trong 3 năm này, mỗi ngày quý vị đều gia tâm trì tụng thần chú nên không có điều kiện để tạo tác nghiệp nhân. Quý vị không uống rượu, không ăn thịt, không ăn ngũ vị tân. Trong địa ngục có một đài gương báo tội gọi là nghiệp kính đài. Nếu quý vị gây một nghiệp ác nào thì nghiệp ấy sẽ hiện rõ trong đài gương kia, cũng giống như hình ảnh đang hiện ra trên màn ảnh cine vậy. Ví như một người đời này gây tội sát nhân thì trong gương báo tội sẽ hiện ra cảnh người ấy đang giết người. Nếu người ấy gây nghiệp trộm cắp thì trong gương sẽ hiện hình người ấy đang đi ăn trộm. Nếu người ấy gây nghiệp đốt phá nhà cửa người khác thì trong gương sẽ hiện ra rõ ràng hành động đốt nhà ấy. Còn nếu quý vị không gây tạo ác nghiệp gì cả thì sao? Thì chẳng có gì hiện ra trong kính đó cả. Vậy nên nếu quý vị trì tụng thần chú đại bi trong 3 năm thì khi gương nghiệp soi chiếu đến, tội báo của quý vị sẽ được tẩy sạch. Nơi địa ngục ấy sẽ treo lên một tấm bảng ghi rằng: người này đã từng trì tụng chú đại bi, tội báo của người này đều đã được hóa giải toàn bộ. Tất cả các vị quỷ thần trong địa ngục đều cúi đầu lễ bái sùng kính người trì chú này như lễ bái cung kính chư Phật trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai vậy. Đồng thời các vị quỷ thần ấy sẽ hộ trì người trì chú cũng như họ thường hầu cận chư Phật vậy. Và các vị quỷ thần đều thông báo cho nhau biết là không nên quấy nhiễu người trì chú này. Thần lực của chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。